Hello mọi người, chào mọi người đến kênh YouTube của mình, chuyên về review, unboxing và giới thiệu những cái sản phẩm mới dành cho máy ảnh. Ok, thì chủ đề ngày hôm nay mình sẽ nói về vấn đề RS2 và cách update firmware cho gimbal DJI Ronin RS2 và RSC2 và cũng như các dòng gimbal khác. Thì vấn đề update firmware nói chung là cũng cực kỳ đơn giản thôi, không có khó gì hết á. Chỉ 1-2 bước là xong, chỉ cần bạn có một cái điện thoại kết nối với wifi hoặc 3G, chỉ cần có mạng thôi, và cài cái app DJI Ronin. Ok, và khi cài app xong bạn sẽ kết nối app với gimbal, và chắc chắn một điều là gimbal phải bật nha. Rồi sau đó khi đó mình sẽ kết nối app với gimbal rồi mình sẽ làm minh họa cho mọi người đây. Thì khi mà có firmware mới nhất á, thì app nó sẽ tự động nó báo cho mọi người biết, và các bạn có thể chọn cái firmware để chọn được như thế nào. Đó. Đây. Đó, khi mà có app mới. Ok, và đây chính là cái phiên bản firmware mới nhất dành cho Ronin RS2 và RSC2. Thì ở cái phiên bản này nó sẽ update fix rất là nhiều cái lỗi và sẽ cải thiện một số vài cái hiệu năng. Thì mình sẽ đề cái chi tiết cái firmware update những cái phần nào trong phần description của video ngày hôm nay. Thì chủ yếu đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách update firmware thôi. Đó, thì khi các bạn chọn firmware update, bạn ấn bắt đầu, nó sẽ download cái phần firmware về. Thì các bạn sẽ đợi từ 0 đến 100%, và trong cái thời gian chờ đợi nó sẽ tự động nó cài đặt tắt mở. Thì nhiệm vụ đơn giản thôi, thì các bạn chỉ cần ngồi chờ thôi là xong, không có gì làm phải làm nhiều. Và lưu ý là pin của gimbal phải còn, và điện thoại phải luôn giữ cái tình trạng mạng nha, không nên để nó bị ngắt giữa chân. Ok, thì thực tế luôn mình đã test rồi, có nghĩa là trước khi update firmware của cái phiên của gimbal RS2 thì mình đã cân thử Canon R6 và 2870 combo, nó cũng gần 2 kg mấy, và nó bị hiện tượng là bị rung vibration. Đó, nghĩa là các bạn đi sẽ bị lắc giữa hai bên rất là nhiều, mà mình cũng không biết tại sao. Thì mình cũng cân cái này luôn, firmware cũ với A73 và 24770 em thì sẽ không bị hiện tượng đó. Mình test cũng rất nhiều lần rồi, thì lần này mới cho một người bạn mượn một cái gimbal đó, để một gimbal này để gắn cái combo của bạn ấy lên thì bị lắc, tắt chống rung, bật chống rung, bật super mode luôn, tất cả đều bị rung. Đi Ninja World nghĩa là vẫn bị một đoạn khoảng chừng 5 m là vẫn bị lắc hai bên luôn. Thì mình mới có sự khó hiểu tại sao là bị như vậy. Thì đồng thời lúc đó thì sẽ có cái firmware mới, thì mình đã update cái firmware đó lên mới nhất cho RS2, và sau khi update xong á thì cũng đã test là với cái combo cũ luôn, nó sẽ bị không bị tình trạng đó nữa, có nghĩa là bật chống rung máy ảnh cộng với super mode, nó sẽ cải thiện rằng rất là nhiều, đi nó sẽ smooth hơn, rất là mượt. Ok, thì khi quay trở lại vấn đề về update, thì khi các bạn update xong hết thì phần mềm sẽ tự nó làm hết cho bạn từ A đến Z luôn, bạn chỉ cần đợi thôi là xong, không phải làm gì nhiều. Ok, thì video này mình cũng chắc ok, thì mình xin kết thúc video ở đây. Chủ yếu là mình hướng dẫn các bạn các hình ảnh, các bước như thế nào, và các bạn để phải biết trước được khi update firmware thì nó sẽ hiện ra những cái hình thông báo như vậy, rồi chờ đợi đó nó sẽ báo những cái hình như thế nào để các bạn có thể biết và chọn lựa đúng cái lựa chọn khi các bạn update firmware cho gimbal Ronin S rồi SC, RS2 và RSC2. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều, đừng quên like và subscribe kênh của mình nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Thank you.